Khi mà bạn không tập thể hình đó là cái sự trao đổi chất trong người bạn cực kém. Đó, tinh thần bạn không thoải mái, đúng không? Bạn thấy Duy Nguyễn này hôm qua mới nằm liệt giường, bữa nay nói chuyện bạn thấy tỉnh ghê chưa? Đó là gì? Đó là do tôi tập thể hình ở THOL, tôi có một sức đề kháng cực kỳ VIP và khả năng phục hồi cực kỳ nhanh. Đó, Bác Hồ đã nói là sao? Bác Hồ đó là phải là lao động là vinh quang, mà tập thể hình là sứ mệnh. Mà thấy hình Bác Hồ cầm hai cục tạ chưa? Tập gym có hạn chế bị ung thư không anh? Chắc chắn em. Nói về nghiệp vụ á, là khi mà em tập gym, sự trao đổi chất của em tốt và cuộc sống em ăn uống lành mạnh á, là những cái gốc tự do nó không sinh ra được. Mà những gốc tự do nó không sinh ra được và nó có những cái chất trong thực phẩm bổ sung và trong thực phẩm tự nhiên nó chống oxy hóa, làm cho ung thư của em nó sẽ khó phát triển. Nó khó phát triển nha. Nó thiệt, tập gym nó lợi lắm em. Anh nói vậy nè, con người ta như là cỗ máy gì đó. Đó. Thì cái cách chúng ta vận hành cuộc sống chúng ta lành mạnh thì nó dẫn tới chúng ta phòng chống được những bệnh tật. Đó. Mà khi tập gym đó là chắc chắn tụi em phòng chống được tứ đại thiên dương. Tứ đại thiên dương gồm có gì? Béo phì, tiểu đường, đột quỵ và tim mạch. Đó, chắc chắn không bao giờ bị. Đó. Em yên tâm đi. Mà khi mà tứ đại thiên dương nó không hình thành đó thì ung thư nó cũng không ra luôn. Đó. Khi mà em tập gym á, em đừng chích steroid nha, em đừng có ăn 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 đồ ăn tự nhiên, ăn với cường độ quá nhiều nha, ăn vừa phải thôi, thì á, cái hệ thống tim mạch thận gan của em very very perfect. Đó, anh nói thiệt, chỉ số của anh là rất đẹp em. Ngày xưa đó khi mà em tập gym đó, nó chưa sinh chưa anh chưa tập gym nó chưa sinh ra kháng thể viêm gan CVB. Mà dạo này anh tập gym nhiều quá, uống thực phẩm bổ sung vô nó sinh ra kháng thể viêm gan CVB luôn. Đó là bác sĩ nói anh, cuộc đời của anh khỏi lo về viêm gan CVB, bảo đảm không bị bị. Đó. Gym là trùm rồi, tao nói thì có gym là gì, thanh lọc cơ thể, nó tạo chúng ta một cái tư duy sinh hoạt cực kỳ lành mạnh. Kể cả đồ ăn, đồ uống, thời gian, giờ giấc, vận động. Nó cuộc đời mấy anh làm trong phòng nó không vận động được là nó không trao đổi chất được, đúng không? Tất cả những chất độc của nó nằm ở trong cơ thể không mà nó không xả ra được. Còn khi mà em đến phòng gym em tập đó là cơ thể của nó đào thải chất độc qua đường mồ hôi đó, và khi mà cái sự vận động nó của em trong cái cơ thể mình nó làm cho cơ thể mình nó mạnh khỏe, nó khỏe hơn. Khi mà anh Duy đo rồi đo huyết áp có thấp, anh Duy đo tim mạch đó là thấp, tại vì sao? Tại vì Duy tập gym á thì cái tim nó sẽ đập chậm lại, đập chậm hơn so với người bình thường, đập chậm hơn người thường thì nó duy trì cái tuổi thọ cao hơn. Anh lấy ví dụ tim em đập 100 lần một phút thì đập bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần một giây, đúng không? Ủa lộn, 100 lần một phút thì đập bao nhiêu lần một ngày, đập bao nhiêu lần một tháng thì cái tim em đập tới chừng triệu lẳng quẻo chứ gì nữa, đúng không? Còn cái tim của anh á đập chậm lại, nó đập chậm lại và nó bóp mạnh hơn, nó đẩy máu đi xa hơn, nó mang được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đó là kiểu gì sống lâu hết mấy em ơi. Cái đó nói thiệt, cái đó là trình độ chuyên môn, anh nói cái đây mười mấy năm rồi, nói chán rồi. Mà giàu này mấy thằng fan mới anh không hiểu. Đúng không? Nói thiệt, mày tập thể thao là kiểu như vô bờ bến đã. Mà trong các môn thể thao, đã nhất là gym. Gym là gì? Chúng ta tự chủ được trên từng nhóm cơ. Chúng ta muốn tập cái gì chúng ta tập. Còn những môn thể thao khác không có. Giống như tennis đi, mà chỉ biết đập, bị vợt, đập vợt, chạy đập vợt vậy thôi à. Nó không có toàn diện bằng gym đâu. Bởi vậy mới nói là gì? Gym, thể hình phục vụ cuộc sống thành công. Đó, thể hình là gì? Nền tảng thành công trên cuộc đời, tức là bạn muốn làm gì thì làm, cái điều quan trọng nhất bạn phải tập thể hình. Thể hình nó là cái nền tảng, nó là cái base. Ok, mấy đứa tập dưỡng sinh với không dùng súp thì sao anh? Mất thời gian cả là mẹ giúp đó. Bây giờ mày, tao nói thiệt nha, mày không dùng súp thì mày phải ăn, không lẽ cuộc đời mày tốn tiền mày đi lựa đồ, tốn thời gian mày đi lựa đồ ăn, mày đi nấu ăn cả đời mày không nhai mới gây ra đa bao tử. Mày khùng hả mày? Nói chuyện ngu học dừa thôi. Tao hỏi mày, tác dụng của nhai là gì? Tác dụng của nhai là khi thức ăn vô cơ thể được nghiền nát, đúng chưa? Kết hợp với enzyme của nước bọt để cho tiêu hóa phần thức ăn. Còn bây giờ mày uống súp thì sao? Uống súp thứ nhất mày nhai không kiểu gì nhuyễn được như súp, đúng không? Ngu, đúng không? Mày nhai không thể nào được nhuyễn như súp, chắc chắn là không cãi. Mà trong súp nó đã có enzyme tiêu hóa của nước bọt rồi, khi đi vô cơ thể nó hấp thu một cấp cha lần thực phẩm tự nhiên nữa. Nói chuyện nghe bất ngu, đúng không? Đó là về chuyên môn. Còn trong cuộc đời không nào uống không ăn cả, đúng không? Mày uống kiểu gì mày phải ăn hai ngày hai bữa, mày nhai ngày hai bữa mà chưa đủ mỗi răng hả? Mày có tiền mày nhai không? Bởi mấy thằng tập tạ mà nó ngu, nó làm tao thất vọng dã man luôn á. Thể hình là gì? Là đẳng cấp của sự thành công, đó là trí tuệ. Nói như anh thì người ta làm việc nặng thì một cái lean body sao đủ. Mày làm việc gì nặng, tao khỏe đẹp thành công đẳng cấp tao đâu làm việc nặng đâu, đúng không? Tao đang tư vấn cho đối tượng là gì? Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, giám đốc, doanh nhân. Còn mày làm cu li mày ăn sao kệ mày chứ. Mày lãng ghê á. Mày phải hiểu là triết lý của anh Duy Nguyễn là gì. Anh Duy Nguyễn đang xây dựng một cái gì? Gym phục vụ cuộc sống, nghe chưa? Nha.
thằng này chắc muốn chiếc salam nữa rồi. Uống quậy co xong buồn ngủ sao anh? Trời ơi, cái gì vô bao tử mà nó chả buồn ngủ, đúng không? Cái cơ chế bình thường em, giống như bây giờ con gái em vuốt em phải sung, đúng không? Bây giờ em ăn vô buồn ngủ là chuyện bình thường đó. Tại khi mình ăn vô là cái cơ thể, cái chỉ số no đủ của mình nó cao, mà cái chỉ số no đủ của mình nó cao thì nó phải tiết ra một loại hormone, nó làm cho chúng ta đồng hóa thức ăn, ok? Mà đồng hóa thức ăn nó tốt nhất là diễn ra trong lúc ngủ, tép nó sinh ra trong lúc ngủ, ok rồi. Em nói vậy thôi, anh đừng chiếc xe lam, em fan anh 3 năm rồi, 3 năm sau còn ngu vậy mày? Nhiều khi nói nặng nó cũng ngại mấy em. Toàn dân tập tạ chúng nhau không, mà mặc dù cái đường hướng, cái tư tưởng nó khác nhau, nhưng mà mỗi lần Di nói nặng một ai đó Di đau lòng lắm. Nhưng mà cái quan điểm của Di phải nói nặng cho nó nhớ, chứ nói nhẹ nhẹ không có nhớ. Thà nói nặng nó giận nó lóc mình luôn cũng được nữa, nhưng mà đời nó sao mà đỡ khốn nạn hơn mấy em. Viêm tụy phải kiêng thức ăn giàu đạm, vậy có tập gym được không anh? Được. Nói chung không phải kiêng thức ăn giàu đạm, nhưng mà hiểu nè, tức là khi mà cơ thể chúng ta bị bệnh đó, nó sẽ không hấp thu đạm được, nó không chuyển hóa đạm được, hoặc nó không tiêu hóa đạm được, thì cái đó thức ăn tự nhiên thôi, bạn dùng súp nó nhanh mà. Tại vì sao? Tại vì bạn phải hiểu vậy nè, trong cái nguồn protein nó nằm trong thức ăn tự nhiên, nó nằm trong một cái tảng kết nối, đúng không? Cái tảng kết nối nó gồm có nhiều cái, nó gồm có protein, các fat, nó gồm có mỡ, miết, từ lưa, hộp dưa hết, đúng không? Thì khi vô cơ thể chúng ta nó phải chặt chém này nọ, nó phải phân lọc ra, nó phân lọc ra protein, đường protein và các đường carb. Cái chuyện đó nó làm cho chúng ta tốn rất nhiều enzyme và rất nhiều thời gian để làm việc đó, đúng chưa? Thì thực phẩm bổ sung nó đã tách biệt hết tất cả rồi, nó chỉ là đạm, mấy kia không có. Mà đạm có protein đó là đạm đã sạch rồi, đó. Cái cơ thể chúng ta không cần phải tốn cái thời gian để chúng ta lọc cái đạm sạch nữa. Hiểu chưa? Chỗ này hơi chuyên môn nha. Đó. Và trong thực phẩm bổ sung đẳng cấp bao giờ đâu có enzyme tiêu hóa cho cái loại protein của nó cả. Đó, tức là cái cơ thể bạn nó tiết ra một lượng protein, một lượng enzyme không đủ để tiêu hóa 40g protein. Nhưng mà trong thực phẩm bổ sung nó đã có một lượng enzyme nó tiêu hóa cho bạn 40g protein luôn. Nên cái protein trong thực phẩm bổ sung nó vô cơ thể hấp thu máu rất nhanh. Đó, 30 phút lên đường. Còn protein tự nhiên 30 giây, có lộn 3 tiếng chưa lên đường nữa. Mà nó lên đường không được hoàn chỉnh. Ví dụ bạn ăn 1 kg thịt bò đi, trên lý thuyết 1 kg thịt bò có 200g protein, nhưng mà không cách nào hấp thu được 200g protein đó, tôi chắc chắn với bạn luôn. Đó, nhưng mà trong thực phẩm bổ sung đẳng cấp đó, ví dụ như cái liều nó ghi là 27g protein, thì bèo bọt kiểu gì bạn cũng sẽ hấp thu 25g protein đó trong vòng, tùy loại phẩm bổ sung, nếu mà là quay đằng tiếng nó, nếu mà là mát là 3 tiếng. Nó là như vậy. Anh chị em chúng ta có một thói quen rất dở, nói ra luôn nè, tức là khi mà đi thăm bệnh á, cương hộp sữa trái cam có không, ký đường nữa, má ơi cho toàn đồ độc không vậy ba, không có tình cảm như vô tình giết chết bệnh nhân đó nha. Thứ nhất, đường từ mía không có gì bổ béo cả, biến cùng lắm làm gia vị uống cho nó ngọt thôi, nó nói thiệt, nó thẳng luôn đó, tiếng Anh nó kêu là table sugar đó, biến đó. Trái cam thì tạm được đi, nhưng mà trái cam nó có axit, liệu lúc đó bệnh nhân có chịu nói axit hay không đó. Nhưng mà cái đường là cái sữa là cực kỳ tầm bậy nha. Bệnh nhân nó không muốn sữa nổi đâu, tại sữa bạn nhìn nó dạng nước, nhưng mà sữa là một cái loại thực phẩm rất khó tiêu hóa đó. Và nếu mà sữa bò, sữa ông thọ, sữa tự nhiên nó chứa lacto đó, nó chứa lacto, nó đường lacto nó vô cơ thể nó rất khó tiêu hóa, bệnh nhân nó không tiêu hóa được, nó bị sình bụng nó còn nặng hơn nữa, đúng không? Nó nên nó tặng hộp sữa là tầm bậy, mà cái kiểu gì Việt Nam mình cứ bệnh là hộp sữa ký đường, mẹ thua luôn. Béo cá ngừ ok không? Cá ngừ coi chừng Thủy Ngân thấy mẹ bây giờ nè. Tại vì sao? Cá ngừ là cá nước sâu. Mà cá nước sâu thì nó nằm ở dưới tầng, ở dưới sâu của đại dương đó. Mà tầng sâu của đại dương Thủy Ngân nó nặng. Thủy Ngân đồ mấy kim loại nặng nó chìm dưới đó. Con cá nó hít thở hàng ngày vô dính Thủy Ngân, mà ăn vô dính Thủy Ngân. Mà kim loại nặng là một chất không thể đào thải được. Đó. Nên cái cách chế biến cá ngừ cực kỳ quan trọng. Bạn phải bỏ mẹ da đi. Bạn ngâm, bạn rửa cho nó kỹ, lọc lớp da ngoài thật kỹ. Không phải không nhiễm Thủy Ngân ăn cho chết mẹ. Dùng quay với amino trước tập được không chị không? Trước tập là phải điều hòa cao, trước tập mai sẽ quay á, ông để bụng đói mẹ nó đi. Tại vì khi tập là chúng ta cần sự dị hóa chứ phải cần sự đồng hóa ông nội, đúng không? Đó, trong buổi tập chúng ta cần sự dị hóa làm sao cho nó đẳng cấp. Đó chứ chúng ta không cần đồng hóa, tập sao đồng hóa được. Đúng không? Tập không đồng hóa được nên mà dùng quay trước tập là tầm bậy. Đó. Chỉ có điều dùng quay trước tập 1 tiếng để cho 1 tiếng nó chuyển sinh thành amino. Amino trong vô cơ thể nó đỡ mất đi protein vậy thôi. Xong phải dùng điều hòa cao hết. À, sao tập tao mới dùng quay ông ơi. Anh kinh doanh lâu rồi thì sản phẩm bây giờ quay dùng được nhất có lợi tiêu dùng nhất, tiền nào của nấy à? Tùy quay á. Nói chung quay nó quan trọng nhất nguồn nguyên liệu. Ví dụ như tụi em bỏ ra cái họ tiền ra mua quay á thì nói thiệt, quay nào mà trên 30.000 một 25g protein nó thì uống được.
Còn mẹ cái lộ quay để tiền thôi, uống vô hàng toàn hàng tàu không. Hàng tàu thiểu rồi đó. Tao nói thiệt với mày, nguyên liệu BCA, nguyên liệu quay, hàng tàu nó xuất vào Mỹ hàng tấn. Thôi mấy hàng công ty bên Mỹ nó nghèo mà, công ty nhỏ mà, đâu mới nhập quay tàu về. Xong rồi xào chẻ, để cái label vô, để cái nhãn vô công ty Mỹ, Made in USA, nguyên liệu tàu. Nhưng nguyên liệu tàu tụi bay đâu có biết, đúng không? Há cái mỏ vô uống, đâu bắt đầu rẻ tiền, chịu. Tiền nào của đó thôi, không khác được. Quay co giờ vừa túi tiền, đúng rồi, quay co giờ chương trình đang event xả kho mà. Tại vì công ty giờ nó sắp về hàng nhiều quá, không có kho để ba ơi, xả bớt. Giống như thủy điện xả lũ vậy đó mày ơi. Con nhỏ dưới 5 tuổi uống mách được không? Thấy mách được, được sống được, nít xì ke uống mách cái đóng. Nói thiệt với bạn, trong tất cả loại phẩm bổ sung nhập về Việt Nam này, mách là bán chạy nhất. Tại vì mách đó, nó sinh ra cho nhiều thế hệ. Đàn bà, đàn ông, trẻ em gì thiếu ăn, thiếu chất, mẹ không thời gian nấu ăn gì quất mách hết. Nó nhưng mà thế cho qua.com phải của anh không? Không em, chỉ nhập số hàng của anh thôi nha. Mà mát đó, thì cũng phải lựa mát VIP nha. Giờ mát châu Âu có đóng á đó. Mấy thằng châu Âu thì thôi làm sức ghê. Ngày nào nó cũng báo giá gì hết, nó dẹp mẹ đi, tao thấy chơi, chữ EU là tao không chơi rồi đó. Riêng triết lý của Diên Nguyễn rõ ràng lắm, mát đồ châu Âu không 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 chơi. Thực phẩm bổ sung bây giờ trên thế giới chỉ tin tưởng được Mỹ thôi. Canada cũng hên xui nha. Thêm mẹ thằng Nhật nữa, thằng Nhật, thằng Úc, thằng Trung Đông nữa. Nhiều lắm em. Để chọn súp xịn thì phải nhập nhiều. Trời ơi, cần gì? Lấy hồ sơ năng lực của công ty. Lấy hồ sơ năng lực công ty, lấy quy trình của nó khi là cái CA á. Đó. Certificate of Analysis đó. Lấy cái CA của nó, đóng dấu này nọ, cơ quan kiểm định. Thêm cái test center nữa, kiểm định kịch phát một. Xong rồi kêu nó đem giấy chứng nhận ở bên Mỹ về đây, kịch phát một xong mình đi nộp hồ sơ vô Bộ Y tế này nọ, Bộ Y tế ta kiểm định lần nữa, bập phát nữa, nhập thôi gì đâu. Quan trọng nhất nguồn nguyên liệu mày ơi. Có thằng nào thay core Gainer không anh? Nếu mà nói về core VIP á, nói về Gainer VIP nhất á, anh đang về Evergen nha. Còn mát thì phát ok đó ba. BC có giúp cho người tiểu đường ổn định đường. Nói chung không ảnh hưởng tới tiểu đường thôi, chứ mày đòi giúp tiểu đường ổn định đường mua thuốc uống đi mày. Thực phẩm bổ sung nó là đồ ăn thôi chứ, tức là em bị tiểu đường em muốn BC được, em muốn quay được, anh chỉ nói em vậy thôi. Nhưng mà bị tiểu đường đừng nên uống quay chung với tinh bột nha, đồ hai đó nhập lại mày lên luôn á. Tại vì cái chỉ số insulin nó kích thích cao nhất khi nào mà khi có hai cái nhanh kết hợp, một là tinh bột nhanh, hai dừng quay. Hàng đó dồn lên phát một lên tới đỉnh luôn con. Bởi vì sau tập á, công thức uống tốt nhất á, là phải uống vừa quay vừa tinh bột. Hoặc là ăn cơm xong uống quay, chứ không có chuyện mà ngồi uống quay không. Uống quay không duy duy duy, duy trì lean body như anh Duy được. Nhưng mà nếu mà trong quá trình tăng cân tăng cơ thì không sao, tập đừng nên uống quay, uống mát đi, hiểu chưa? Kiến thức nó vô vàng lắm, mới đơn giản tôi em hiểu nó quay đâu. Người ta có dập anh không mà anh không dập ghê thế. Anh mày bậy, mày bậy, mày nói vậy là mày nói anh Duy mày đi khiêu chiến. Không có, anh Duy mày không khiêu chiến, anh Duy mày chỉ kinh doanh đúng nguyên tắc kinh doanh thôi. Thằng nào trúng chết chán chịu, đúng không? Đúng không? Anh chỉ kinh doanh đúng thôi hả? Anh không có khiêu chiến nào cả. Đúng không? Mặc dù đối thủ của anh là City Game và Cali, nhưng mà anh không có dập đâu. Đúng không? Ủa, anh chỉ làm đúng chính sách của anh thôi. Ừ, phòng tập của anh full máy lạnh, full full sup, giá 500 ngàn tháng. Đúng không? Mở cửa từ 7 giờ cho tới 10 giờ đêm. Đó. Rồi khi mà tập phòng anh được khuyến mãi sup, đó. Rồi giữ xe miễn phí, có bãi đậu xe hơi, này nọ các kiểu thôi. Chứ anh đâu có cạnh tranh, anh nói anh tập ai đâu. Đúng không? Thằng nào trên đường chết gắng chịu thôi chứ sao vậy? Anh chỉ làm việc của anh không quan tâm tới người khác. Em đừng có gặm máu phun người, mang tội ác cho anh nghe chưa? Trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học màu phải khi hòa bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kim cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch, anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng
dòng điện phân cay nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chốt phong xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cũ có đi rồi lại mất, anh thẫn thờ trong khoảnh khắc cô đơn.